cảnh sát Pháp truy lùng người đàn ông nổ súng. Tin từ Paris, cảnh sát Pháp đang truy lùng một người đàn ông đã nổ súng tại tòa soạn một tờ báo thiên tả và tại một ngân hàng trước khi cướp một chiếc xe chạy tới đại lộ Champs-Élysées. Người đàn ông cạo đầu đã bắn nhiều phát súng vào tòa soạn của tờ Libération, là một người phụ tá nhiếp ảnh viên bị thương nặng. Khoảng 90 phút sau, đương sự nổ súng bắn vào ngân hàng Société Générale ở La Défense, là một người bị thương. Sau đó, người đàn ông này đã cướp một chiếc xe buộc tài xế chở tới đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Paris. Từ vỏ đạn lưu lại, cảnh sát nói rằng người đàn ông đã dùng một khẩu súng săn. Phi cơ trực thăng đã được dùng để theo dõi hung thủ đang lẫn trong đám đông tại đại lộ Champs-Élysées. Tổng thống Hollande đang viếng thăm Trung Đông ra lệnh dùng mọi phương tiện để bắt hung thủ.